Chào bạn, mình là Xuân Tú, các bạn đang nghe Án Khét Tiếng. Có thể nói những vụ án oan luôn là những câu chuyện đau lòng và vô cùng đáng tiếc. Trên khắp thế giới đã có rất nhiều trường hợp bị kết án sai, bị oan trái và phải chịu án phạt cho những tội danh mà họ không hề phạm phải. Những con người đáng thương ấy đã trải qua gần hết tuổi đời của mình trong tù. Và cho tới rất nhiều năm sau họ mới được chứng minh bản thân vô tội. Thậm chí có cả những người tới khi đã khuất thì sự thật mới được phơi bày. Bên cạnh đó, cũng có những vụ án mà cho tới nay vẫn đặt ra nghi vấn cho những người theo dõi rằng hung thủ có thật là người đã bị kết án hay là người nào khác. Vụ án mình mang tới cho các bạn ngày hôm nay là một ví dụ như vậy. Đây là vụ án của nữ phó cảnh sát Tracy Fawson, một người mẹ đơn thân với tính cách mạnh mẽ. Vụ án đã gây tranh cãi rất lớn ở đất nước Hoa Kỳ, còn được coi là vụ án không thể kết thúc với rất nhiều nghi vấn. Bây giờ hãy cùng mình quay ngược thời gian trở lại năm 2000 để khám phá vụ án này nhé. Vụ án này xảy ra tại quận có tên là Oglethorpe, thuộc tiểu bang Georgia, nằm ở phía đông nam Hoa Kỳ, diện tích 1.140 km². Nền nông nghiệp tại đây là khá phát triển, có khá nhiều người dân địa phương sống bằng nghề nông. Đây là nơi sinh sống của Doc Benton, một người đàn ông 38 tuổi, thân hình cường tráng, nặng tới 250 pound, tức khoảng 113,5 kg. Nói chung là một người rất mạnh mẽ. Anh ấy rất đam mê tập thể hình và từng là một chuyên gia thể hình tại địa phương. Trong nhà của Doc, khắp nơi đều là thiết bị tập thể hình. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một sở thích của anh mà thôi. Công việc chính của Doc là làm thợ hàn và anh cũng có sở hữu một nhà xưởng nhỏ. Ở Mỹ, công việc thuộc tầng lớp lao động này có mức lương khá cao. Mặc dù Doc đã kiếm được tương đối nhiều tiền từ đó, thế nhưng anh vẫn rất nghèo bởi đã đầu tư toàn bộ thu nhập vào sở thích khác, đó là nuôi chim. Không chỉ vậy, Doc còn thích nuôi những con vẹt quý hiếm. Ban đầu thì số lượng không nhiều lắm, nhưng chúng giao phối với nhau nên hiện nay đã có gần 100 con. Doc chăm sóc những con vẹt này rất tốt. Trái với ngoại hình có phần cao to, lực lưỡng, Doc rất tỉ mỉ và chu đáo khi đối xử với những con vật nhỏ. Đáng tiếc, sự tỉ mỉ này không được vợ anh công nhận. Cô đã rời bỏ anh đi và để lại một đứa con. Và Doc gà trống nuôi con từ đó. Có lẽ vì ngoại hình lực lưỡng của Doc khiến phụ nữ e dè, thế nên đời sống tình cảm của anh hậu ly hôn luôn gặp trục trặc. Tuy nhiên, Doc không quan tâm lắm, chỉ chú tâm đến công việc ở nhà và thú chơi chim của mình. Người mẹ già của Doc thì khác, bà rất buồn vì đứa con trai của mình mãi mà chưa tìm được một người vợ. Chuyện tình cảm quả thực là duyên phận. Tháng 9 năm 1999, Doc gặp Tracy Fawson, phụ tá trưởng tại quận Oglethorpe. Tracy Fawson là một bà mẹ đơn thân, 35 tuổi, vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, hiện đang nuôi nấng cô con gái một mình. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, ưa thích thử thách và không bao giờ chịu thua. Tracy cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được bổ nhiệm vào vị trí phụ tá trưởng cảnh sát quận. Cá tính mạnh mẽ của Tracy cũng thể hiện ở những sở thích của cô, ví dụ như lái mô tô, cưỡi ngựa, săn bắn, tập thể hình. Cũng chính niềm đam mê với thể hình đã kéo Tracy và Doc lại với nhau. Họ nhanh chóng phát triển mối quan hệ yêu đương và Doc đã rất phấn khích khoe với mẹ rằng bản thân đã có người yêu và đang rất hạnh phúc. Bà Carol, mẹ của Doc nghe vậy thì rất vui mừng. Bà cũng khá ưng cô bạn gái này của con trai, có thể nói là ủng hộ mối quan hệ. Tuy nhiên có vẻ tình cảm của hai người sau khi xác lập mối quan hệ thì không được tốt cho lắm. Một ngày nọ, Doc bỗng biến mất. Thế nhưng vì anh thỉnh thoảng cũng sẽ biến mất vài ngày để đi cắm trại hoặc lái thuyền du lịch, nên lần này bạn bè xung quanh cũng không mấy quan tâm. Thế nhưng rất lâu sau đó, Doc vẫn không xuất hiện trở lại, và mọi người lúc bấy giờ mới nhận thức được có vấn đề gì đó không đúng cho lắm. Người đầu tiên cảm nhận được sự bất ổn này là hàng xóm của Doc. Đàn vẹt mà anh nuôi gần đây hay kêu rất to. Vị hàng xóm này cũng đã gần 2 tuần không gặp Doc. Anh ngay lập tức đến chỗ Doc để xem mấy con vẹt thì tá hỏa phát hiện chúng không có thức ăn, thậm chí hơn chục con đã chết đói. Theo lời của vị hàng xóm này, ngay cả khi Doc đã ra khỏi nhà, anh ta cũng sẽ để lại đủ nước và thức ăn cho đàn vẹt. Thế nên điều này rất khả nghi. Vì quá lo lắng nên người hàng xóm đã báo cảnh sát rằng có thể Doc đã gặp chuyện không may. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát nhanh chóng đến nơi ở của Doc và phát hiện đúng thật là có 13 con vẹt bị chết đói.
Sau khi cho những con vẹt còn lại ăn, cảnh sát bắt tay vào tìm kiếm Doc. Vì Tracy là bạn gái của anh ta, thế nên cảnh sát thẩm vấn cô cũng là điều dễ hiểu. Tracy cho biết cô và Doc đã có xích mích và chia tay từ lâu, và đã lâu rồi cô không còn gặp bạn trai cũ. Lần cuối cùng Tracy nghe thấy giọng của Doc là ngày 6 tháng 6. Khi đó thì anh ấy gọi điện cho cô, nhưng cô không nghe máy. Cuộc gọi được chuyển đến hòm thư thoại, và sau đó anh không còn liên lạc với cô nữa. Cảnh sát lúc này nhận ra tình hình đang chuyển biến theo hướng tồi tệ. Doc đã biến mất suốt một thời gian dài mà không ai hay biết. Bọn họ cần gấp rút tìm được người đàn ông này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên cho dù có nỗ lực như thế nào thì cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Doc. Anh ta dường như biến mất khỏi thế gian mà không để lại một dấu vết. Ngày 17 tháng 6, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe của Doc. Chiếc xe này đỗ gần nhà một người bạn của anh ta, và trên kính chắn gió của chiếc xe có một lời nhắn kỳ lạ. Trên đó có ghi: "Tôi sẽ ra ngoại ô một thời gian. Tôi tin bạn có thể trông coi chiếc xe này của tôi cẩn thận. Đừng có cố gắng liên lạc với tôi làm gì. Tôi sẽ liên lạc với bạn sau. Đừng nói với ai bất cứ thứ gì đấy nhé. Doc." Cảnh sát xem xét một cách cẩn thận lời nhắn này, và rồi họ phát hiện nét chữ này hoàn toàn khác biệt so với chữ viết của Doc. Rõ ràng là lời nhắn này không phải do anh ta viết. Rất có thể một kẻ nào đó đang cố tình đánh lạc hướng cuộc điều tra của cảnh sát. Người này có thể là kẻ đã gây ra sự việc Doc mất tích. Lời nhắn được dính bằng băng keo trong suốt lên kính chắn gió trước. Thường thì loại băng keo trong suốt này rất dễ để lại dấu vân tay. Tuy nhiên kỳ lạ là cảnh sát không phát hiện bất kỳ dấu vân tay nào. Có thể thấy kẻ giết người là một tay có kinh nghiệm. Có thể kẻ đó đã đeo găng tay latex khi hành động. Vì vậy mặc dù cảnh sát tìm thấy xe của Doc, thế nhưng vụ án vẫn là một ẩn số. Ngày 19 tháng 6, ông Rob Portin, chủ một nông trại chăn nuôi bò, đã phát hiện sự bất thường. Nông trại này có diện tích rộng, giống như một khu bảo tồn động vật hoang dã. Ông Rob Portin hôm đó đã ngửi thấy một mùi hôi thối phảng phất trong nông trại, và ông lần theo mùi kỳ lạ này tới một cái bể kim loại khổng lồ. Không biết vì lý do gì mà một cái thùng kim loại lớn được sơn màu xanh, bên trong là xi măng, lại xuất hiện trong trang trại nuôi bò của Rob Portin. Ông không có bất kỳ ấn tượng nào về cái thùng này, càng không thể giải thích nổi tại sao một cái thùng hôi thối lại xuất hiện tại đây. Chủ trang trại cũng không dám nghĩ nhiều và ngay lập tức báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã kiểm tra kỹ lưỡng cái thùng này. Cái thùng bốc mùi hôi thối khiến cảnh sát không khỏi liên tưởng đến Doc, người đàn ông đã mất tích mà họ tìm kiếm 2 tuần nay. Chiếc thùng sau đó được cho một chiếc xe tải vận chuyển đến trụ sở cảnh sát tại thành phố. Họ sử dụng các dụng cụ chuyên nghiệp để cắt mở cái thùng. Và thùng được mở, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí có người bắt đầu nôn mửa. Bên trong cái thùng chính là thi thể của Doc, người đã mất tích suốt nhiều ngày. Anh ta bị cuộn trong tấm rèm tắm, bị đặt bên trong cái thùng. Pháp y tiến hành phân tích kiểm tra thì thấy trên cơ thể của Doc có nhiều vết thương. Vết thương chí mạng là một vết súng ở đỉnh đầu. Hung thủ sử dụng một loại súng có đường kính 0.22. Thời gian chính xác của vụ giết người thì chưa thể xác định, chỉ có thể suy đoán là khoảng ngày 4 tháng 6. Thời điểm cái xác của Doc được phát hiện, tính chất của vụ án đã thay đổi, từ vụ mất tích thành vụ án mạng kinh hoàng. Doc hầu như lúc nào cũng chỉ ở trong nhà. Có thể nơi xảy ra vụ án là ở nhà của Doc, và cái thùng kim loại kia đã được vận chuyển đến trang trại nuôi bò sau đó. Ngày 17 tháng 6, trước khi phát hiện thi thể của Doc, cảnh sát đã vào nhà anh ta. Sau khi phát hiện thi thể, ngày 18 tháng 6, cảnh sát tiếp tục điều tra nhà của Doc. Hai lần kiểm tra đã đem đến một phát hiện mới. Khăn trong phòng tắm của Doc đã biến mất, và thi thể của Doc thì bị cuộn trong tấm rèm tắm. Thêm vào đó, có một vết máu nhỏ trên một cánh cửa trong nhà nạn nhân. Sau khi kiểm tra, người ta xác định rằng vết máu đó không thuộc về Doc, mà rất có thể nó là của kẻ giết người. Trên ghế sofa trong nhà cũng có một ít máu. Điều kỳ lạ là vết máu trên bề mặt ghế sofa gần như được làm sạch, nhưng vẫn có khá nhiều vết máu trong lớp đệm. Có lẽ Doc đã bị sát hại trên ghế sofa, và sau đó kẻ giết người chỉ cố gắng làm sạch vết máu trên bề mặt mà vô tình bỏ quên phần bên trong ghế. Lần thứ hai, cảnh sát vào nhà thì phát hiện một vài ngọn nến đang cháy dưới ghế sofa và mùi dầu hỏa khá nặng trên thảm.
Đây là những điều mà lần đầu tiên đến đây cảnh sát không hề phát hiện. Liệu có phải ai đó đã vào trong nhà Doc sau khi thi thể của anh ta được phát hiện và cố gắng đốt nhà để tiêu hủy bằng chứng hay không? Dù gì thì ít nhất cảnh sát đã có thể chỉ ra một vấn đề, đó là kẻ sát hại Doc đang ở gần đó. Kẻ này đã lẻn vào nhà Doc ngay sau khi biết cảnh sát phát hiện thi thể Doc. Có thể kẻ giết người là người quen của nạn nhân. Vì vậy, cảnh sát bắt tay vào điều tra tất cả mối quan hệ bạn bè của Doc. Thế nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng thì họ vẫn chưa thể tìm ra nghi phạm. Tuy nhiên, bạn bè của Doc đã đề xuất một người mà họ nghĩ cần phải bị điều tra, đó là Tracy Fawson, người yêu cũ của nạn nhân. Cảnh sát không còn lạ lẫm với Tracy vì trước đây cô ấy từng là một nữ cảnh sát và là phụ tá trưởng duy nhất trong hạt. Tuy nhiên cô đã nghỉ việc cách đây 4 tháng vì không hòa hợp với cảnh sát trưởng và một số sĩ quan cảnh sát khác. Tracy sau đó làm việc trong xưởng hàn của bạn trai Doc. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Tracy. Cô cho biết lần cuối cùng cô gặp Doc là ngày 3 tháng 6. Ngày đó bọn họ cãi nhau và Doc có bảo cô ra khỏi nhà anh vì anh cần không gian riêng. Tracy sau đó tức giận và đi ra khỏi nhà. Cô cũng cho biết thêm là cho đến khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Doc, cô chưa từng liên lạc lại với anh. Tới khi đó cô mới biết là Doc bị sát hại. Lời khai của Tracy ban đầu nghe có vẻ không có vấn đề. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là lời khai đến từ một phía. Thêm vào đó, trước khi sự việc xảy ra, hai người này đã cãi nhau to. Rất có thể đây là động cơ phạm tội. Vì vậy, cảnh sát ra lệnh lục soát tìm kiếm nhà của Tracy. Sau cuộc điều tra, nghi vấn đối với Tracy lại càng lớn vì một số bằng chứng mới. Đầu tiên, Tracy có hồ sơ mua hàng cho chậu kim loại và 10 bao xi măng. Mỗi bao nặng khoảng 80 pound, tức là 72,5 kg. Cô còn đặt mua một bức rèm tắm. Trong nhà, Tracy cũng có một số đôi găng tay cao su và sơn. Thứ sơn này đã được phun lên hộp thư của Tracy, hoàn toàn trùng khớp với thứ sơn được phun lên chậu kim loại đựng thi thể của Doc. Thứ ba, trong nhà Tracy có một khẩu súng. Thứ tư, trên xe hơi của Tracy có các vết bê tông tương tự như trên chậu kim loại. Cái cây gần chậu kim loại có những vết chảy nhẹ, tương tự như vết trên xe bán tải của Tracy. Dựa vào những manh mối bằng chứng này, cảnh sát có thể khá chắc chắn Tracy là kẻ sát hại Doc. Việc cần làm bây giờ là bắt giữ Tracy. Và nếu bị kết tội, cô sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Tuy nhiên bây giờ chỉ mới qua một nửa chặng đường của quá trình tố tụng. Sự việc lần này không hề đơn giản. Trong phiên tòa, Tracy nói cô bị oan và cho rằng tất cả chuyện này là âm mưu, là kẻ nào đó gây ra tội ác này và đổ tội cho cô. Tracy nói cô từng là cảnh sát, đã nghiên cứu nhiều vụ án và hiểu rõ cách cảnh sát điều tra và phương pháp làm việc. Nếu cô phạm tội, làm sao cô có thể ngu ngốc đến mức để lại vũ khí gây án trong nhà hay để chiếc chậu kim loại ở vị trí rõ ràng như vậy? Rồi đống sơn, chậu kim loại, bê tông, khăn tắm, những bằng chứng rõ ràng khác nữa mà không phá hủy đi. Khu đó có rất nhiều rừng, việc giấu vũ khí gây án không hề khó. Rõ ràng có người ngu mới làm như vậy. Bây giờ hãy cùng điểm lại một số chi tiết xoay quanh cuộc điều tra về vụ án này. Mặc dù vũ khí giết Doc đúng là một khẩu súng 22 calibre, nhưng cảnh sát không thể chắc chắn khẩu súng 22 calibre tại nhà Tracy có phải là vũ khí gây án. Họ chỉ biết rằng khẩu súng của Tracy có thể là một trong những vũ khí gây ra cái chết của Doc. Hơn nữa, nếu thực sự Tracy sử dụng súng trong nhà để giết Doc, chẳng lẽ cô ngu tới mức để súng trong nhà chờ cảnh sát đến điều tra? Ví dụ khác, tờ giấy được tìm thấy trên xe của Doc. Cảnh sát ban đầu thì tin rằng chữ viết trên giấy là của kẻ giết người. Tuy nhiên sau khi chuyên gia phân tích thêm về chữ viết thì thấy chúng không phải chữ của Tracy. Ngoài ra còn có một vết máu được tìm thấy trên cửa nhà Doc. Ban đầu cảnh sát cũng cho rằng vết máu này thuộc về kẻ giết người. Tuy nhiên xét nghiệm cho thấy vết máu không phải của Tracy. Vấn đề cuối cùng là Doc rất cường tráng, nặng tới 250 pound, tức khoảng 113,5 kg. Trong khi Tracy dù cũng thích tập thể hình thật đấy, nhưng chỉ cao có 5'6", tức là khoảng 1m67, nặng 140 pound, tức là khoảng 63,5 kg. Vậy nếu Doc bị Tracy giết, làm sao cô có thể một mình di chuyển cái xác? Chưa kể cái xác còn nằm trong cái chậu kim loại nặng và lớp bê tông bên trong nữa, tổng trọng lượng lên tới 1.500 pound, tức là khoảng 340 cân. Việc một người phụ nữ hơn 60 cân di chuyển khối lượng này đến trang trại bò có vẻ là bất khả thi. Có lẽ kẻ giết người thực sự là người khác.
Tracy tiếp tục nói, lệnh khám xét nhà tôi là trái pháp luật, đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ và tiểu bang Georgia. Có vẻ như có người biết trước về một số bằng chứng trong nhà tôi, vì vậy mới đủ tự tin để ra lệnh tìm kiếm. Thực ra thì đúng là tôi đã mua xi măng, rèm tắm, bể chứa kim loại, nhưng những thứ đó để làm đường chạy cho chú chó nhà tôi mà thôi. Có người đánh cắp xi măng, bể chứa kim loại, sơn, rèm tắm từ nhà tôi, rồi cố ý vu cáo. Tại sao có người muốn vu cáo tôi, và ai có thù hận lớn với tôi như vậy? Tracy cho hay, trước đây tôi đã tự mình nỗ lực để trở thành phó cảnh sát nữ duy nhất trong hạt. Hàng ngày tôi sống trong một môi trường toàn đàn ông. Mặc dù cũng làm công việc giống như các đồng nghiệp nam, thế nhưng tôi lại không nhận được mức lương tương xứng và còn bị phân biệt đối xử. Điều này quá bất công. Vậy nên tôi ủng hộ quyền của phụ nữ và cho rằng phụ nữ nên được đối xử bình đẳng như nam giới. Nhưng những quan điểm này không được chấp nhận. Không chỉ là tôi không được chấp nhận, mà điều làm tôi khó chịu hơn là cảnh sát nam trong văn phòng thường xuyên nói lời thô tục, khiếm nhã về phụ nữ. Thậm chí có người lan truyền tin đồn là trước khi thành cảnh sát, tôi từng là vũ nữ thoát y và còn đưa tôi bức ảnh tôi cùng hai người đàn ông khác. Tất nhiên đấy không phải sự thật, nhưng tôi làm điều gì khác được chứ. Tôi chỉ có thể chịu đựng. Hành vi quấy rối này vẫn tiếp diễn. Và sau đó tôi quen biết Doc và kể cho anh ấy về những điều phiền toái. Doc là người khá thẳng thắn. Anh cho rằng những lời này nên bị ghi âm lại, phòng cho tương lai. Tôi thấy đề xuất của Doc rất hợp lý, nên đi mua một máy ghi âm mini và lén ghi lại những cuộc trò chuyện tầm thường giữa cấp trên và những cảnh sát khác trong trạm khi đang làm việc. Những lời lẽ này đều là vết nhơ với cảnh sát trưởng và đại đa số cảnh sát. Khi Doc biết tôi có những bản ghi âm này, anh ấy cho rằng đây là cơ hội để kiếm tiền. Anh khuyên tôi từ chức và sử dụng bằng chứng ghi âm để khởi kiện vụ án quấy rối tình dục chống lại cảnh sát trưởng và những tên cảnh sát khác. Bọn họ không muốn mất việc nên chắc chắn sẽ lựa chọn giữ kín. Điều này giúp chúng tôi kiếm lời. Sau đó tôi cứ thế làm theo lời khuyên của Doc. Có lẽ hành động này khiến đám cảnh sát kia vô cùng tức giận. Chỉ trong chưa đến 4 tháng sau khi tôi từ chức và khởi kiện, Doc bị sát hại. Tôi cũng thành nghi phạm. Các người nghĩ đây là tình cờ hay là cố ý? Tracy cho rằng tất cả đều là âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ, mục đích là giấu đi những bê bối của cảnh sát và loại bỏ nguy cơ tiềm tàng. Dựa trên những manh mối mà Tracy cung cấp, tòa cho rằng có lý do hợp lý và quyết định tiến hành phiên tòa xét xử lần 2. Có thể nói rằng Tracy đã hoàn toàn chiến thắng trong phiên tòa. Tuy nhiên trong phiên tòa thứ 2, vẫn là những bằng chứng đó, nhưng cảnh sát đưa ra lối suy luận tốt hơn. Thông qua điều tra, cảnh sát biết được quan hệ giữa Tracy và Doc không tốt đẹp như vậy. Tracy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nóng tính, thậm chí còn muốn độc chiếm Doc. Khi Doc ở bên người khác, cô luôn cảm thấy ghen tị. Hai người họ đã từng xô sát vài lần và thậm chí, ngày thường bọn họ còn dùng đến súng. Cảnh sát cũng tìm thấy hai tờ giấy có chữ viết tay của Tracy và hai tờ giấy này cũng cho thấy sự nóng tính, dễ nổi giận của Tracy. Cảnh sát cũng phát hiện một đoạn video mà Doc đã ghi lại cho con trai. Nội dung của video có vẻ như là một sự chuẩn bị cho trường hợp không may. Trong video, Doc nói, tôi đã ghi lại đoạn video này cho con. Mục đích là trong trường hợp tôi gặp phải tai nạn hay là gì đó, ít nhất để con có thể có chút kỷ niệm về tôi. Cảnh sát nghĩ rất có thể Doc đã đoán trước được khả năng có điều gì đó xảy ra không may khi sống cùng với Tracy. Xem xét lại các điểm nghi ngờ trước đó, cảnh sát đưa ra suy luận mới. Khi vụ việc xảy ra, Doc đang nghỉ ngơi trên ghế sofa. Tracy tấn công Doc một cách bất ngờ và sau đó cuộn anh vào một cái rèm tắm và cuộn tròn trên sàn nhà cho tới cửa sau. Động tác cuộn tròn này thì không cần nhiều sức và Tracy hoàn toàn có thể tự làm được. Sau khi chuẩn bị xong, Tracy tiếp tục lái chiếc xe bán tải tới cửa sau. Vì căn nhà có một nửa tầng hầm dưới tầng 1, độ cao của sàn nhà và độ cao của mặt sau xe bán tải là tương đương nhau. Vì vậy, rất dễ để có thể cuộn thi thể Doc lên xe và sau đó cuộn vào rãnh kim loại trống. Rãnh này sau đó được đậy kín bằng xi măng. Lúc này chỉ cần đợi một vài giờ đến khi xi măng cứng hơn một chút rồi lái xe đi đến trang trại bò. Khi tới trang trại, có thể cô đã buộc một đầu dây thừng vào một tảng đá. Đầu còn lại chia làm hai rồi buộc vào hai cái dây lớn ở hai bên rãnh. Cuối cùng chỉ cần cô lên lái xe đi, cái rãnh tự nhiên sẽ rơi xuống, không cần phải di chuyển bằng sức. Suy luận này được chứng minh bằng việc tìm thấy các vết xi măng trên xe ô tô, các vết chầy xước trên xe và trên cây. Ngoài ra người ta còn tìm thấy một tờ giấy dính trên xe của Doc,
băng dính trên tờ giấy được xác định là đặc trưng của Tracy. Nghe nói từng được sử dụng khi cô là cảnh sát. Mặc dù chữ viết trên tờ giấy không phải của Tracy, nhưng cảnh sát suy luận là do Tracy đang mang găng tay latex nên chữ viết có thay đổi. Về việc tại sao trong nhà của Tracy có nhiều manh mối rõ ràng như vậy, cảnh sát suy luận đó là sự thông minh của Tracy. Cô ta cố tình làm vậy để cảnh sát tin rằng mình vô can. Mặc dù Tracy luôn khẳng định mình vô tội, thêm với việc nhiều bằng chứng của cảnh sát chỉ là bằng chứng gián tiếp, quá trình phạm tội lại cũng chỉ là suy luận. Thế nhưng lần này, tòa đứng về phía cảnh sát. Cơ quan công tố cáo buộc cựu cảnh sát tội bắn và đâm Doc Benton, đồng thời âm mưu đốt nhà nạn nhân. Bồi thẩm đoàn kết luận Tracy phạm tất cả tội danh, tuyên án chung thân về tội giết người, án tù 10 năm cho tội âm mưu phá hoại tài sản người khác. Mặc dù vụ án này kết thúc và gây chấn động một thời, thế nhưng vẫn còn nhiều điểm nghi ngờ trong vụ án. Ví dụ như việc Tracy luôn nhấn mạnh rằng cô ta bị oan. Nếu những gì mà cô nói là đúng, người đã vu oan cô rất có thể là những cảnh sát điều tra vụ án. Tracy đã ngồi tù hơn 10 năm, thế nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc kháng cáo, mặc dù gặp nhiều thất bại. Cho tới nay, vẫn có nhiều người dân địa phương tin rằng Tracy vô tội. Alice, con gái của Tracy, luôn vững vàng tin rằng mẹ mình vô tội và cô luôn hy vọng mẹ sẽ được trả tự do. Cô cho rằng mẹ mình rất thông minh, không thể để lại nhiều bằng chứng rõ ràng như vậy. Ngoài ra thì Doc cũng là một người đàn ông lực lưỡng, mẹ cô đâu thể di chuyển xác ông ấy và làm những chuyện kia. Ngay cả mẹ của Doc, người đáng ra phải hận Tracy nhất, cũng cho rằng kẻ giết người thực sự là người khác. Vậy Tracy đến cùng là kẻ giết người hay chỉ là một nạn nhân của vụ án được lên kế hoạch kỹ lưỡng? Hiện nay thì cô ấy vẫn đang ngồi tù. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ biết được đâu là sự thật. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Hãy comment phía dưới nhé. Nếu thích video, hãy bấm like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.